Một dự án kéo dài hơn 20 năm. Cái dự án gì mà hầu tôi cần con ghé kìa. Trừ con tôi có chồng, tôi có giáo ngục ở rồi mà cũng chia sang. Mấy 10 năm nay rồi mà cứ chầm chầy hầu à đó. Với tiến độ như thế thì nhiều người gọi là dự án quy hoạch treo. Đi cùng vô vàn những hệ lụy. Con mà khi lớn lên mà tách riêng ra, lùm nhòa riêng cũng khó khăn. Cứ như họ cấm tuyệt đối, họ không cho lùm. Nhà này quy hoạch, nhà khó cây quy hoạch thì không biết cái đồ mua mà nhòa cũng sập là mà cũng không cho họ sửa chữa. Gia đình bà Phan Thị Hồng, tổ 60, khu vực Hải An, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ. Ngôi nhà cổ ba gian này được xây dựng từ năm 1951, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Nắng nóng, mưa dột, cộng thêm căn nhà nằm nơi thấp trũng, nên mỗi khi có mưa lớn, cả gia đình phải đi sơ tán vì ngập nước. Nhiều lần làm đơn đến phường, rồi đến quận xin được nâng cấp, sửa chữa. Bà Hồng chỉ nhận được cái lắc đầu vì ngôi nhà nằm trong vùng quy hoạch dự án làng Đại học Đà Nẵng. Nói thiệt chứ, bố cái là coi như là không có chỗ một nấp hết trơn. Nói thiệt cái là mấy đứa cháu nội bon đứa là coi như đứa mà mới trưởng thành ngay vỏ tỏ nó cũng mừng. Nhưng tới giờ là hơn 21 năm nay cũng chẳng thấy vỏ tỏ được gì hết. Nhưng mà khi mà sửa nhà sửa cửa thì nói chung là xin giấy xin tờ thì rất là khó khăn. Nói ra thì phải là đường cùng là phải rơi nước mắt nữa đây. Cùng cảnh ngộ, bà Lê Thị Thủy, tổ 61, có căn nhà cấp 4 rộng chừng 50m², được xây dựng từ năm 2008 trên mảnh đất ông bà để lại. Đến nay, căn nhà gần như mục nát nhưng không được phép sửa chữa. Người tét rồi cũng đầy hùa thế đó, đầy cùa mà nhòa mua mà ái là ác lệ thế đó, cha lồn. Cái này là trang khu quy hoạch, mà trang khu quy hoạch mà chờ hùa có không thấy quy hoạch. Nhưng mà chờ nhòa đôn sắp đổ xuống không biết là mùa mưa này ở được mùa mưa này nữa không. Dự án làng đại học treo hơn 20 năm, khiến đường xá xung quanh xuống cấp, không được sửa chữa, nhà cửa người dân không được cơi nới, trong khi điện vẫn chưa bảo đảm, nước sinh hoạt chưa có, cùng nhiều nỗi lo về tệ nạn xã hội và sự an toàn vào những mùa mưa bão. Đi cũng dở, ở không xong là tình cảnh chung của 2.000 hộ dân trong vùng dự án. Làng đại học mới là do triển khai chậm, bây giờ mà tính cái triển khai chậm đó cho nên cái đời sống của người dân rất là khó khăn. Trong đó việc là hộ gia đình nó có nhiều thế hệ ở, không tách thửa, nên việc sinh hoạt đi lại gặp nhiều khó khăn. Công trình công cộng trong cái vùng dự án như đường, điện, nhà văn hóa nó xuống cấp, không được sửa chữa. Cho nên cái vấn đề xã hội, các tệ nạn xã hội nó có thể xảy ra trong cái vùng này rất là nhiều. Theo quyết định số 1057 ngày 9 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, dự án quy hoạch chung làng Đại học Đà Nẵng triển khai tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với diện tích 300 hectare, quy mô đào tạo 30.000 sinh viên. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, chỉ mới có 3 ngôi trường trong vùng dự án cơ bản hoàn thiện, gồm Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn, Khoa Y Dược và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Đà Nẵng. Rất tiếc đây là dự án của Bộ. Thành ra cái sự can thiệp của thành phố Đà Nẵng, của địa phương cũng có phần là hạn chế. Cho nên chúng ta phải kêu với đến tai Thủ tướng thì Thủ tướng mới chỉ đạo đấy. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng. Trong đó nêu rõ sớm chấm dứt quy hoạch treo làng đại học suốt 20 năm qua. Tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
để làng đại học Đà Nẵng sớm thành hiện thực. Sớm chấm dứt quy hoạch treo 20 năm, phát triển đại học Đà Nẵng được Thủ tướng duyệt. Quy hoạch treo mà 20 năm phải là kinh khủng đâu nhỉ? Có cái thứ gì mà để chậm 20 năm? Trước hết là tập trung phương án đền bù giải phóng mặt bằng để có hình hài, sớm hình thành một cái hình hài đô thị đại học Đà Nẵng. Còn tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, ngày 15 tháng 10, do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thêm một lần nhắc lại và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần thể hiện rõ quyết tâm trong phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nhanh chóng triển khai dự án làng Đại học Đà Nẵng tại quận Ngũ Hành Sơn. Dự án này thực sự được khởi động trở lại kể từ khi mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về làm việc với Đại học Đà Nẵng vào tháng 2 năm 2017. Đại học Đà Nẵng cũng đã thành lập ban chuẩn bị dự án đầu tư để quyết liệt tích cực triển khai cái dự án này trong cái thời gian đấy. Theo tính toán, khi tái khởi động dự án, tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng các hạng mục cho dự án này là hơn 8.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch của Đại học Đà Nẵng, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2017 đến 2020. Tuy nhiên, nói thì dễ, còn thực tế thì vẫn còn nhiều trở ngại. Đây là một cái dự án có quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, liên quan đến nhiều bộ ngành, đó nguồn vốn đầu tư cũng rất lớn. Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cũng cho dân cư ở đây cũng rất là khó khăn. Khó khăn chồng chất khó khăn, niềm tin của người dân dành cho dự án làng Đại học Đà Nẵng cứ thế vơi dần theo năm tháng. Đỉnh điểm, ngày 16 tháng 10 năm 2014, lãnh đạo hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam đã thống nhất đề xuất chính phủ hủy bỏ dự án này vì quy hoạch treo dai dẳng gây nhiều ảnh hưởng đến công tác quy hoạch chung của địa phương cũng như cuộc sống của hàng ngàn hộ dân. Mặt khác, quy hoạch làng đại học năm 1997 là 300 hectare, phục vụ cho khoảng 30.000 sinh viên. Nhưng đến nay, quy mô đào tạo của Đại học Đà Nẵng đã đạt hơn 47.000 sinh viên. Rõ ràng, nếu giữ quy hoạch cũ, thì làng Đại học Đà Nẵng dù được xây dựng vẫn không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Số lượng sinh viên tăng lên dự kiến là nhanh như thế đấy. Bây giờ hơn 50.000 rồi, đến năm 2035 dự kiến là 60.000, nhưng tôi nghĩ chắc là còn phải hơn nữa. Không sớm triển khai thì làm sao kịp được. 20 năm rồi mà chưa triển khai được bao nhiêu. Thế thì từ nay đến 2035 cũng quãng thời gian chưa bằng từng đó nữa. Nếu với tốc độ như thế này thì không thể giải quyết được vấn đề xã hội. Xã hội ngày một phát triển, nhưng làng Đại học Đà Nẵng sau 20 năm khởi động hiện vẫn còn nằm trên giấy. Trước tình hình đó, thành phố Đà Nẵng đã quyết định đầu tư xây dựng làng đại học ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với quy mô gần 275 hectare nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các trường đại học ngoài công lập. Nếu như cái yêu cầu mà các trường đại học không bảo đảm được, mà người ta mở những cái trường riêng ở những cái vùng riêng của họ, những cái vùng đất ví dụ như ở Hòa Ninh, và đó là có thể là tư nhân họ làm mà là tốt hơn. Thế thì nếu như Đại học Đà Nẵng họ không làm được thì như vậy tức là nó một cái thiệt thòi cho xã hội. Rõ ràng nếu vẫn còn những sự chần chừ đối với dự án làng Đại học Đà Nẵng, trong khi làng đại học ở Hòa Ninh đang dần phát triển, sự hụt hơi của giáo dục đại học công lập so với giáo dục đại học ngoài công lập tại Đà Nẵng là điều dễ nhận thấy. Và tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng gần đây, ngày 24 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã một lần nữa nhắc lại sự chậm trễ của dự án này. Nhân đây tôi cũng nhắc lại đối với Văn phòng Chính phủ cũng như là Bộ Kế hoạch Đầu tư về cái chủ trương của Thủ tướng
về việc xây dựng ba cái thành phố đại học hay là đô thị đại học của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Trong đó có việc là ưu tiên bố trí mặt bằng sạch cho ba cái đại học này để chúng ta tiếp tục xây dựng thời gian đến. Những công việc này rất quan trọng cùng việc chuẩn bị đầu tư. Còn nếu chúng ta chỉ lo đầu tư không, không có mặt bằng, không có chuẩn bị đầu tư thì đến sắp tới đây chúng ta cũng bế hết đường mà thôi. Khi chúng tôi thực hiện phóng sự này, dự án làng Đại học Đà Nẵng vẫn đang dậm chân tại chỗ, đồng nghĩa với việc hàng ngàn hộ dân phải tiếp tục sống dở, chết dở, mòn mỏi chờ dự án làng Đại học Đà Nẵng chưa biết khi nào trở thành hiện thực. Và hơn hết, một dự án xuyên hai thế kỷ của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ còn được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm nữa, mà thiệt thòi cuối cùng thuộc về người dân cũng như thế hệ sinh viên hiện tại và tương lai.